10:30 tại gian hàng triển lãm của Ron. Ngồi chúng em sẽ có một cửa hướng đi đến với nhiều quà hấp dẫn. Một gói đặc biệt của hôm nay với du khách, góp phần tăng nguồn thu nhập cho các ngôi chùa chúng ta tạo. Lúc nãy mà cô
lúc lắc là 4D là vào trong một kỳ nghỉ